Năm 2022, huyện Đông Hưng nói chung và xã Hồng Giang nói riêng đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ những thành quả đó như tiếp thêm khí thế hân hoan hơn bởi người dân được vui Tết đón xuân trong sự đổi thay. Hương xuân, sắc xuân đang lan tỏa trên khắp nẻo đường quê, len lỏi trong từng căn nhà ấm áp và hiện hữu trong nụ cười hạnh phúc, rạng ngời của mỗi người dân nơi đây. Cuộc sống của nhân dân Hồng Giang chúng tôi nói riêng và nhân dân Đông Hưng nói chung đã tương đối là đổi mới, được nâng lên. Cụ thể là cái tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo được giảm xuống. Đời sống của nhân dân, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thu nhập từ công nhân các cái doanh nghiệp và các cái công ty xung quanh đây vẫn được đảm bảo ổn định. Nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội của huyện Đông Hưng năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hưng vẫn giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 18.500 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giảm dần giá trị sản xuất nông nghiệp. Các hoạt động văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nổi bật là tăng trưởng của công nghiệp và xây dựng là 15,5%. Nhưng đặc biệt trong đó thì cái tăng trưởng của ngành công nghiệp là đạt 19,5%, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Có 30 dự án được tỉnh chấp thuận đầu tư vào công nghiệp với cái giá trị đăng ký đầu tư là trên 1.200 tỷ đồng. Nông nghiệp năm 2022 thì tăng trưởng đạt 2,6%, cũng cao hơn bình quân chung của tỉnh. Từ sự ổn định và phát triển đã góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống người dân, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Niềm vui, niềm phấn khởi này sẽ tiếp tục tạo thêm động lực để người dân hăng say lao động sản xuất, phấn đấu tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2023 tăng 11,6% so với năm trước. Và xác định là nông nghiệp vẫn phải tập trung phát triển để nó giữ ổn được cái đời sống của đại bộ phận những người nông dân. Thế và cùng với đó thì xác định là phát triển công nghiệp vẫn là then chốt, phải tập trung quyết liệt vào cái việc giải phóng mặt bằng cho các dự án và cùng với các sở ngành của tỉnh thì động viên. Thế rồi là yêu cầu các nhà đầu tư đã đăng ký được chấp thuận thì phải thực hiện cái việc đầu tư hạ tầng của công nghiệp theo như cái chấp thuận tỉnh đã đăng ký với tỉnh. Năm 2023, huyện Đông Hưng cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực của địa phương, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ động linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.